Chào các bạn đến với 88mobi và trên tay mình đây là chiếc tai nghe AirPods Max hậu vằn phiên bản 1561M. Và hôm nay mình sẽ review chi tiết bản này để các bạn có thể hiểu hơn về sản phẩm. Đầu tiên thì mình thực sự ấn tượng chiếc hộp của con tai nghe AirPods Max này. Thì cái hộp này nó được in dập nổi 3D. Đây. Khi mà các bạn sờ lên á, cái hình ảnh tai nghe AirPods Max này á, nó sẽ gờ lên này. Nó sẽ in dập nổi. Nó nhìn trông rất là sang và đẹp. Bây giờ mình sẽ bóc siêu chiếc tai nghe AirPods Max này. Cái hộp này khá là nặng nha. Ok, bên trong này thì đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta, chiếc tai nghe AirPods Max. Đây là mặt sau của nó. Giờ mình sẽ để qua nó một bên. Phía dưới này nó gồm có một sách hướng dẫn sử dụng. Đây. Bên trong nó thì nó sẽ in một số sách hướng dẫn ở trên đây nghe. Mình sẽ để qua một bên. Và phía dưới này, phía dưới cùng của nó là sợi cáp Type C to Lightning. Đây. Nhận đầu tiên á, khi mà các bạn cầm lên á, thì nó khá là nặng nhỉ. Đây. Và chất liệu da trên cái bao da này á, nó làm bằng da cao cấp nên khi các bạn sờ lên á, nó khá là mịn. Đây. Và cái bao da này nó được trang bị hít 5 châm. Đã. Và bên trong nó cái phần trục tai này nó làm được bằng chất liệu vải nên khi các bạn đeo vào á, nó sẽ rất là thoáng và mềm mịn. Đây. Và cái trục tai này mình có thể tháo ra để vệ sinh được nha. Và nó sẽ hít bằng cái nam châm. Đây, khi mà để vào nó sẽ hít lại. Còn phần headband của nó á, nó làm bằng cái thép không rịn đó. Các bạn có thể tháo vô và để ra. Đấy, để tùy chỉnh cái kích thước vòm đầu đó, phù hợp. Tiếp đến thì mình sẽ kết nối chiếc tai nghe với chiếc điện thoại. Đầu tiên thì các bạn bật Bluetooth trên điện thoại lên. Sau đó các bạn là tháo cái tai nghe này ra. Okay. Đó, thì giao diện kết nối sẽ hiển thị lên. Sau đó các bạn nhấp vào chữ kết nối. Sau đó các bạn nhấn giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây. Đây. Ok, tai nghe đã kết nối. Đó, khi mà kết nối xong á, nó sẽ hiển thị một số cái giao diện của tai nghe. Các bạn tắt đi. Thì ở trong này nó sẽ hiển thị đầy đủ cái logo hình ảnh của tai nghe AirPods Max. Thì các bạn có thể đổi tên chiếc tai nghe thành đổi tên tùy ý. Đây, bây giờ mình vẫn cứ để tên là 88mobi đi. Ok. Thì phía dưới nó là giao diện kiểm soát tiếng ồn. Đây, các bạn có thể điều chỉnh xuyên âm hoặc tiếng ồn. Đó. Phía dưới là cái phím chức năng nút luân chuyển. Đây, các bạn có thể tùy chỉnh nha, thoải mái luôn. Và phía dưới này là nút Digital Surround. Các bạn có thể điều chỉnh từ trước ra sau để tăng giảm âm lượng. Đấy. Phía dưới là âm thanh không gian. Đấy. Ok. Và cuối cùng thì nó là cái giao diện check setting. Thì ở trong này các bạn có thể check được cái bảo hành giới hạn của chiếc tai nghe y chang hàng Reebok. Và bây giờ mình sẽ test chức năng micro trên con tai nghe này. Mình sẽ bật chức năng ghi âm trên điện thoại. Và đây là âm thanh thu được từ con tai nghe AirPods Max hậu vằn 1561M. Thì theo các bạn đánh giá chất âm của con này như thế nào? Thì mời các bạn comment dưới video. Về chất âm trên bản này á, thì nó sẽ thiên về bass. Nên nó sẽ phù hợp cho các bạn yêu thích những cái dòng nhạc mạnh như là dòng nhạc EDM hay là dòng nhạc remix. Bây giờ mình sẽ bật thử một cái đoạn nhạc để các bạn nghe thử chất âm trên bản này nha. Ok, thì cái chất âm á, nó thu qua micro á, thì nó sẽ không được đầy đủ và chi tiết á. Thì ở bên shop 88mobi mình á, nó sẽ có những cái mẫu thử để các bạn trải nghiệm cái sản phẩm này được tốt nhất.
mình sẽ giới thiệu cái chức năng của nút Digital Crown. Ok, thì ở trên nút Digital Crown này á, thì mình có thể điều chỉnh được tăng giảm âm lượng. Đây, mình sẽ vặn để điều chỉnh lại cái âm lượng này. Đây, có thể giảm âm lượng xuống và có thể tăng âm lượng lên. Ngoài ra thì mình cũng có thể điều chỉnh được phát và tạm dừng bài hát. Đây, mình sẽ bấm một cái để play. Ok, mình bấm hai cái để qua bài tiếp theo. Đó, ok. Đó. Thì ở trên bản này nó còn có rất là nhiều tính năng khác. Đây, mình sẽ vuốt xuống để mình sẽ bật cái tính năng Share Audio. Các bạn nhấp vào trung tâm điều khiển. Đây. Ở đây các bạn có thể nhấp vào dòng chia sẻ âm thanh để có thể chia sẻ thêm một cái chiếc tai nghe khác nữa. Đó. Và ở phía trung tâm này thì các bạn kéo xuống đây. Các bạn có thể bật tính năng là nghe trực tiếp lên. Đây, khi mà các bạn bật lên này. Đó, có thể bật tính năng này. Ngoài ra thì ở trên này nó còn có tính năng âm thanh trong nền. Đây, mình có thể điều chỉnh được cái âm thanh trong nền ở trong này. Có thể tiếng suối, tiếng chảy đại dương. Ở đầy đủ ở trong này hết. Ok. Đó. Và thời lượng pin ở trên bản này á, thì nhà cung cấp á, thông báo cho mình á, là thời lượng pin con này tận 50 giờ. Nhưng thực tế á, khi mà mình sử dụng á, thì nó chỉ đạt được 30 giờ liên tục thôi. Nhưng cái bản AirPods Max chính hãng á, thì cái thời lượng pin của nó là sử dụng liên tục á, là 20 giờ. Thì với cái thời lượng pin như thế này thì thực sự mình đánh giá rất là cao cái thời lượng pin của AirPods Max này. Nó nghe đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu sử dụng của các bạn. À, mình quên nói cho các bạn biết là ngoài cái sản phẩm tai nghe AirPods Max này ra thì bên shop 88 Mobi mình á còn có rất là nhiều sản phẩm hộ vàn khác. Thì các bạn có thể ghé shop ở địa chỉ số 36 đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận để ghé trải nghiệm sản phẩm được tốt nhất. Và con này nó sẽ phù hợp cho các bạn yêu thích dòng tai nghe AirPods Max mà không muốn bỏ ra số tiền quá lớn để mua sản phẩm chính hãng. Hy vọng với những kiến thức mà Shop 88 Mobi chia sẻ cho các bạn thì các bạn có thể hiểu hơn về sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.